mọi người, mình là Tùng, mình đến từ Monaco Việt Nam. Các bạn có thắc mắc là tại sao mà mình bỏ rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian vào căn hộ của mình mà căn hộ của mình nó vẫn không sang thôi? Các bạn cũng băn khoăn với câu hỏi đó thì mời các bạn đến với video thứ 3 của mình với chủ đề chung cư và sao cho sang. Để cho chung cư của bạn trông sang hơn thì mình có 5 lời khuyên dành tặng cho các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đến với phần nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. Nguyên tắc số 1, gọn gàng, sạch sẽ. Không quan trọng là bạn bỏ ra bao nhiêu tiền để mua được nội thất, nhưng nếu như mà bạn không gọn gàng và ngăn nắp, nó có bụi bẩn hay là nó có những cái rác thải ở trên sàn hay là trên bàn hay là lên trên đâu đấy thì nhà bạn rất là kinh khủng và nó chắc chắn là không sang. Lời khuyên của mình trong trường hợp này đó chính là bạn nên dành thời gian để lau dọn nhà cửa, dọn lại sofa cũng như là dọn tất cả những cái thứ linh tinh ở trên mặt bàn này, mặt tủ này, tất cả những thứ linh tinh mà bạn có thể nhét được vào tủ một cái là tủ. Điều thứ hai là căn hộ của bạn sang hơn, đó chính là bạn nên đầu tư vào sofa, ghế bành và ghế ăn. Đại khái là những cái mà bạn và khách của bạn ngồi lên. Bởi vì không giống như hầu hết những thứ ví dụ như tủ hay là bàn là những cái mà mình và khách không chạm vào thường xuyên, thì sofa này, ghế bành, ghế ăn là những cái mà mình cũng như là khách của mình sẽ rất là thường xuyên sử dụng. Khi mà chúng ta sử dụng những cái bộ sofa và những cái ghế bành, ghế ăn mà nó rẻ tiền, nó kẹo kẹt hay là nó cái tay của nó không thoải mái cũng như là nó cứng và chất liệu nó rẻ tiền ấy, thì thực sự là khó có gì cứu bán được. Lời khuyên của một người trong nghề đó chính là đừng bao giờ mà nhờ các cái xưởng mà người ta chuyên đóng tủ, người ta đi đóng ghế với cả đóng sofa. Tất nhiên là không phải ai cũng có 50 hay 100 triệu, thậm chí là 300 triệu, 500 triệu để mua những cái bộ sofa đắt tiền, nó là đồ ngoại nhập ấy. Thì ở Việt Nam hiện tại mình biết khá là nhiều những cái đơn vị mà người ta có những bộ sofa giá khá là ổn, chất lượng cao cấp và có quy trình kiểm soát chất lượng rất là ngặt nghèo. Và một lời khuyên chân thành đó chính là nên tin những người chuyên nghiệp. Yếu tố thứ ba không phải căn hộ nào cũng có, nhưng mà nếu có thì các bạn nên tận dụng tốt, đó chính là không gian chiếu sáng. Bởi vì không gian chỉnh sảnh là cái đầu tiên đập vào mắt khi mà người ta đến nhà mình chơi. Mình rất là thích một câu nói của một người rất nổi tiếng, đó chính là ấn tượng đầu tiên ấy, nó cũng chính là ấn tượng cuối cùng của bạn. Điều số 4, đó chính là sử dụng một cách thiết kế những cái vật liệu của anh Kim. Và điều cuối cùng, điều thứ năm nghe cực kỳ thơ luôn, đó chính là ít màu mà giàu chất cảm. Khi mà căn hộ của bạn có quá nhiều màu sắc thì người xem sẽ không biết phải tập trung thị giác vào đâu. Và đến lúc đấy thì kể cả bạn có ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng đến mấy thì căn hộ của bạn vẫn bừa bộn và kém sang. Bạn đã bao giờ thấy một căn hộ siêu sang mà bảy màu chưa?